Chưa được con nào đúng. Kỷ niệm tuổi thơ này, đi câu cá rô này xem. Nói chung hổ nó có cái là kiểu gì nó tăm lên. Nó bập vào ngay. Ra nước nó đang lạnh, sáng ngày cháu ấy nước thấy lạnh lắm. Hai lỗ chú móc gần quá. Ra kia bên kia của móc xỉa. Nhưng mà chính ra cái chỗ này mình xuống mình khoét một cái lỗ sâu sâu xuống được không, để cho nó nằm ở dưới thối. Sợ khoét được một thời gian nó lại đầy lên nước nó chảy. Cái diều kia của ai hả chú? Của anh ấy à? Anh Ly à? Nó vừa đục nó vừa vét. Chỗ này ngày xưa cá rô cũng nhiều ấy chú. Đây cháu nhớ cái bờ nó chứ đây. Câu toàn rô to à. Nhất là cái cầu ao nhà cháu với lại cầu ao đằng diện cũng có này. Ơ chú không xuống cống cho bác Thụy à? Vừa về đi. À cháu thấy ở dưới đấy lúc nó xuống nó cũng xỉa nhiều lắm. Đọc lượng bé. Đúng rồi về đi. Về toàn đi mà vòng này nó lạnh này. À nếu mà chú có thời gian nhé, chú phóng lên cái trạm bơm nhà Tuấn đấy, Xuân Thọ ấy. Đến từ lâu câu rồi. Cháu câu vẫn cắn mà. Nó cắn câu lâu rồi. Nó ngoái. Thế à? Nó hay kích, nó hay đi thuyền nó kích. Đâu cái trạm bơm cái nhà bên trong cơ mà. Trong thấy lắm, gần bé lắm. Không, cháu câu vẫn cắn. Hôm cháu câu vẫn được. Trong thì nó không kích. Ừ. Chứ bên ngoài nó kích nhưng bên trong cơ. Không cắn. Ôi chú câu ơi, cháu đi về. Đúng mồi truyền thống tép thối. Hay ruồi đúng không? Là con ruồi này. Con ruồi. Cứ câu mẹ mùi ruồi là ngon. Cắn rồi. À, dế.